Trọng Khương xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Kính thưa quý vị, người xưa có câu, cải mồ người chết không bằng cải nết người sống. Vậy nên, người cao minh trước tiên luôn phải là người biết tự xem xét lại bản thân, không ngừng tu dưỡng tâm tính của tự thân mỗi ngày. Chúng ta sẽ phải mất cả đời để học làm người. Đó là một quá trình lâu dài và không hề dễ dàng. Dù cho bạn là ai, là nông dân hay tầng lớp trí thức, chỉ cần bạn chịu khó học hỏi thì ắt sẽ tiến bộ. Sau đây là 7 điều nếu bạn học được thì cuộc đời thời vận sẽ thay đổi, gặp họa cũng chuyển thành phúc. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Học được 7 điều này, gặp họa cũng chuyển thành phúc. Thứ nhất, học nhận sai. Nhà văn Harriet Lerner đã từng nói: con người vốn có tính phòng ngự, cố hữu, rất khó sửa đổi. Để tự bản thân trực tiếp chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình thực sự là khó khăn. Xin lỗi chính là thừa nhận lỗi lầm của mình. Điều này tất nhiên sẽ khiến người ta dễ rơi vào tình trạng cảm thấy yếu đuối, dễ bị tổn thương. Thế nên, với bản tính phòng ngự cố hữu, người ta tự sinh ra phản xạ chối bỏ, từ chối việc nhận khuyết điểm về mình. Điều này đặc biệt dễ xảy ra với những người tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, tự đặt cho mình một chiếc vòng kim cô mang tên cái tôi quá lớn. Chúng ta thường không chịu thừa nhận cái sai của mình, dù chuyện to hay nhỏ, đều là nghĩ người khác làm sai, còn bản thân lúc nào cũng đúng. Bạn có biết rằng không nhận ra cái sai của mình cũng là một sự sai lầm cực lớn mà bạn đang mắc phải hay không? Bạn có thể nhận sai với bố mẹ, bạn bè, xã hội, hay nhận sai với Thượng Đế, thậm chí là với con cái hay người từng đối xử không tốt với bạn. Biết nhận sai, không những bạn không mất đi điều gì, ngược lại còn chứng tỏ được sự dũng cảm, độ lượng và có hàm dưỡng của con người bạn. Còn người ta sống ở đời làm sao tránh khỏi việc không mắc sai lầm? Thế nhưng con người ta hơn nhau chính ở chỗ đối diện với sai lầm đó ra sao? Nếu chúng ta biết tự nhận lỗi, tự sửa chữa mới là điều đáng quý. Bởi lẽ, nhờ biết loại bỏ sai lầm, con người mới tiến bộ trong việc tự tu sửa và trở thành người tốt. Nó giúp ta vượt qua được mọi trở ngại để tiến tới thành công trong giao tiếp, thậm chí nhận được sự kính trọng tột cùng của đối phương. Học được cách nhận sai là một việc nên làm. Đó cũng là một mỹ đức, là một cách tu hành. Thứ hai, học cách ôn nhu. Có bài thơ viết rằng: răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đến khi người trăm tuổi, răng rụng, lưỡi còn nguyên. Ồ, cớ sao lại thế? Chắc là không ngẫu nhiên. Đời xưa nay vẫn vậy, nhu hòa thường an yên. Đó cũng là một sự thật. Răng của chúng ta tuy cứng, nhưng lưỡi thì lại mềm. Khi đến cuối đời, những chiếc răng có thể rụng hết, nhưng chiếc lưỡi thì không. Cho nên, chân lý rút ra ở đây chính là: làm người thì cần ôn nhu, mềm mỏng. Có vậy thì đời người mới lâu dài, hạnh phúc. Ngược lại, lúc nào cũng cương ngạnh, bảo thủ, cố chấp, chỉ khiến bản thân chịu thiệt mà thôi. Có một câu chuyện về cô bồi bàn như sau. Cô kia, nhanh lại đây! Khách hàng hét lớn, ông ta chỉ vào chiếc ly trước mặt, hầm hầm nói. Nhìn đi, sữa của cô hỏng rồi. Nó làm cho tách hồng trà của tôi cũng bị hư theo. Thật xin lỗi. Cô phục vụ xin lỗi, vừa cười vừa nói. Tôi sẽ lập tức đổi cho ngài ly khác. Tách hồng trà mới nhanh chóng được chuẩn bị, giống với tách trà ban đầu được để cạnh chiếc đĩa. Có cho thêm chanh với sữa. Cô gái nhẹ nhàng đặt tách trà trước mặt vị khách, dịu dàng nói. Tôi có thể góp ý cho ngài không? Nếu đã cho chanh vào trà thì không nên cho thêm sữa.
bởi vì có lúc độ chua của chanh có thể làm cho sữa vón cục. Mặt của vị khách bỗng đỏ lên. Ông ta nhanh chóng uống hết tách trà rồi rời khỏi quán. Có người cười rồi hỏi cô phục vụ. Rõ ràng là ông ta sai, sao cô không nói thẳng ra? Ông ta gọi cô thô lỗ như vậy, sao sắc mặt cô không có chút thay đổi vậy? Cô gái nói, vì là lẽ phải nên không cần phải to tiếng. Những người không có lý sẽ thường to tiếng lấn át người khác. Những người có lý sẽ dùng cách ôn hòa để kết bạn. Đúng vậy, tâm tĩnh lặng, ôn hòa là bước tiến bộ lớn nhất của quá trình tu dưỡng bản thân. Bạn là người cứng nhắc, tính cách lạnh lùng. Nhưng nếu bạn biết cách điều chỉnh bản thân, điều chỉnh tâm tính, luôn sống chân thành, thiện lương và bao dung với người, với đời, thì tất nhiên cuộc sống của bạn sẽ trở nên vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, lâu bền hơn. Thứ ba, học được chữ nhẫn. Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có một nhà sư chọn tu pháp nhẫn nhục Ba La Mật. Sau nhiều năm tháng nỗ lực tu tập, thì sư cũng thành tựu được rất nhiều công hạnh, trụ vững như kim cương khi bình an trước mọi nghịch cảnh. Bị người khác ganh ghét, lăng nhục, mưu hại, sư vẫn luôn nở nụ cười trên môi, thản nhiên như không. Rất nhiều người tán thán sư và thường xuyên đến chỗ sư để đàm đạo và thực tập hạnh tu này. Sư luôn vui vẻ tiếp đón và chia sẻ những kinh nghiệm thực tập được cho họ. Một hôm, có một thanh niên đến tham quan chùa. Anh ngưỡng mộ hạnh tu của sư, nhưng vì mới tìm hiểu đạo nên không biết chuyện gì để tham vấn. Nhìn quanh, thấy trên tường treo tấm bảng gỗ có một chữ sư viết rất bay bướm. Anh liền hỏi, thưa thầy, đây là chữ gì ạ? Sư trả lời đầy vẻ tự hào. Chữ nhẫn viết theo lối thư pháp. Ta phải tập viết hàng trăm lần mới được như ý đấy con à. Anh gật gù vẻ tán thưởng. Sau khi đi lòng vòng ngó nghiêng đây đó, anh đứng trước tấm bảng gỗ, gãi đầu, gãi tai. Thưa thầy, chữ gì đây ạ? Nhà sư tươi cười trả lời. Ta tu hạnh nhẫn nhục nên viết chữ nhẫn đó mà. Một lúc sau, anh lại ngắm nghía tấm bảng và hỏi. Thưa thầy, thầy viết chữ gì đây ạ? Chữ nhẫn. Nhà sư gắt lên. Trước khi ra về, anh lại tần ngần trước tấm bảng. Thưa thầy, chữ gì đây ạ? Nhà sư không chịu nổi nữa, nộ khí xung thiên. Chữ nhẫn, nhẫn, nhẫn. Đồ ngu, ngu gia truyền. Có một chữ mà nãy giờ hỏi hoài, cút ngay. Đức Phật dạy rằng, như thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Có nghĩa rằng, trong đời sống, chúng ta phải học chữ nhẫn. Ấy là một phương pháp tu tập để tạo nên nghiệp lành, vãn sanh cực lạc và không oán trách trời cao. Từ xưa tới nay, chúng ta luôn thấy người xưa răn rằng, nhẫn được một lúc thì trời yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Nhẫn chính là biết cách xử lý, biết cách hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực của mình để biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ thành vô sự. Bạn muốn sinh tồn, bạn muốn sống vui vẻ, chỉ cần trong tim bạn học được chữ nhẫn. Có nhẫn thì bạn có thể nhìn thấu được mọi thị phi, tốt xấu, thiện ác của thế gian và tìm ra được cách chấp nhận và hóa giải chúng theo chiều hướng tích cực nhất. Thứ tư, học cách giao tiếp. Người ta thường nói, không biết giao tiếp thì sẽ sinh ra thị phi, tranh chấp và hiểu lầm. Điều quan trọng nhất là bạn phải biết cách giao tiếp,
phải tìm hiểu lẫn nhau, cùng chia sẻ, cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau, cảm thông cho nhau. Nếu không thể giao tiếp, không thể hiểu nhau, ắt sẽ dẫn tới tranh chấp, thậm chí là chiến tranh, đổ máu. Như vậy thì làm sao có một thế giới hòa bình? Không phải ngẫu nhiên mà cha ông ta thường nói: vàng thì thử lửa thử than, chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời. Điều tiếp theo, học cách từ bỏ. Có một cách ví von như thế này: con người như một chiếc túi xách, khi cần thì xách lên, không cần thì lại đặt xuống. Nhưng khi cần phải đặt xuống thì lại không thể buông xuống được. Cũng giống như khi đang xách một vali đồ nặng, có muốn bỏ cũng không thể bỏ. Nhưng bạn thân mến, những năm tháng đời người ngắn ngủi, bạn biết nhận sai, biết tôn trọng, biết bao dung thì người khác mới có thể đón nhận bạn. Và chỉ khi bạn biết từ bỏ thì bạn mới có thể thanh thản, tự tại. Điều thứ 6, học cách cảm động. Bạn biết yêu thích điểm tốt của người khác thì cũng nên biết cách cảm động trước những người tốt, việc tốt xung quanh. Bạn biết cảm động chứng tỏ bạn có tấm lòng bác ái, tràn đầy yêu thương. Trong vài chục năm ngắn ngủi của đời người, có biết bao sự việc, biết bao câu chuyện khiến chúng ta cảm động. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng cố gắng khiến người khác cảm động bạn nhé. Cuối cùng, điều thứ 7, học cách sinh tồn. Bạn muốn tồn tại, trước hết hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt. Một cơ thể khỏe mạnh không chỉ có lợi cho bạn mà còn khiến bạn bè, người thân cảm thấy yên tâm về bạn. Đó cũng là một cách thể hiện sự hiếu thuận. Hãy bắt đầu từ bản thân mình. Hãy tự hỏi mình vào mỗi tối trước khi đi ngủ: hôm nay mình đã sống tốt chưa?